Ủa chị sao? Sao chị không dạy đi chị sao? Chị phải đợi cho các bạn vô đủ lớp rồi chị mới dạy. Nghĩ sao cô giáo dạy một đứa mà dạy? Không hề, phải đông mới dạy. Em tưởng chị không biết dạy chứ. Bớt bớt nói được không? Tới đây hả? Rồi vô đi con. Lên ghế nè. Lên ghế ngồi. Con để cái ghế ra được không? Trời ơi nhỏ quá mà. Nè yeah, đúng rồi. Vô vị trí. Ủa hết chưa con? Hết rồi. Vô đây thôi hả? Vô đây thôi. Chà, vô ăn được mấy đứa rồi con? Mới có 4 đứa rồi té. Từ từ tí vô trong ngọn á, tí mót thêm vài đứa nữa. Vô đây mệt lắm rồi. Đâu mệt, đông vui con. Dễ thương con rồi. Nghe, cố gắng học nha. Ráng học cho giỏi ha. Tết ông hai thưởng mỗi một đứa một bộ đồ mới. Tí sao lúc đầu tí hướng đứa ra đông dữ vậy? Đâu từ từ, làm cô giáo phải đông nó mới vui chứ. Tía không vui. Vui, tí thấy vui. Cố lên con, cố lên ha. Tao phát lương cho. Đó, phải học nha. Ông hai ra sao bẻ bưởi chúc cho anh ha. Rồi, giờ trước khi vô lớp làm quen nè. Bạn An đúng không? Dạ. An học lớp mấy nè? An học lớp 3. Con lớp mấy? Con học lớp 3. Con lớp mấy? Thì lớp 1. 1. Con lớp mấy? Không biết. Con không biết luôn hả? Vậy sao vậy? Em làm bài xong chưa? Dạ con xong lâu rồi. Xong rồi hả? Xong rồi thì kiếm bài khác mà làm, không phải ngồi vẽ nghe chưa? Bài này nè, với cái bài bên đây nè, nó y hệt à. Em chép bài của bạn của đất đúng không? Đâu có đâu cô, tên của con nè. Là sao? Là em chép hết, trừ lại cái tên. Hay quá ha, làm lại. Gì đâu. Con muốn. Muốn cái gì? Bây giờ nó học mà muốn cái gì? Ngồi xuống, xoa xoa cái bụng cái gì? Hả? Bị cái gì? Mắt hả? Trời ơi đi lẹ đi, nhanh lên. Rồi rồi khỏi, cảm ơn, lẹ lên con. Lẹ lên, trời ơi lẹ lên. Mệt quá. Con còn nhìn cái gì nữa? Làm bài đi.